cho vào cái lồi nó chết không dầu luôn. Cho vào chiếc không dầu. Bật chế độ chiên. Ở đâu? Đâu? Sao đợi tầm 5 phút là có đồ ăn rồi. Nghe tranh thủ khi đang chờ thì chín rồi cái tí rau là ăn được ruột. Nào, muốn ăn giả kỹ thì để lâu lâu, mình để 7 phút nhé. Bỏ xem nó bắt đầu săn nào. 7 phút. Mà nào mà không có bếp ấy thì bật bếp ga này. Cái ga cũng có lướng này. Chế độ này, đây rồi bật bếp ga. Có lớn được nhé. Vâng, sau 8 phút quay thì mình đã được một đĩa gà gà quay. Ở là món nó không đẹp mấy. Đấy, thế là mình đã được đĩa gà quay đó. Đây là món nước chấm dành cho gà quay nhá, đồ quay tủ nước. Ôi, vậy là đã được xong một bữa suất cơm ngon. Mời anh em cùng uống bia mình nhé. Thưởng thức đùi gà. Chẳng ngon không? Không được vàng mấy. Ê, chấm ma gì? Ngọt. Được. Đi làm tăng ca ở Nhật ấy, thì tầm khoảng 8 giờ đến 9 giờ về nhà ấy là lười lắm. Quay phát 8 phút là xong, là có cơm ăn là ngon. Có đùi gà. Ngon bia ngủ nó ngon. Bia Nhật rẻ mà, 200 yên. Bia Nhật cái lồng độ của nó thấp lắm này. Nó có 4 nồng độ là 4 à, 4% rồi. Mời anh em nhậu mình nhá. Cái gà quay cũng được. Nó rẻ 60.000. 4, 6, 8 cái. 8 cái. Ăn vị rất thơm, chống thịt nướng. Hay chỉ rau á.